tất cả mọi người nha. Hôm nay nhà em làm món tôm lột hấp nha. Đây là gói tôm lột này rất là to ngon này. Đây. Rất là nguyên con ngọ con rất là tươi này. Rất là ngon luôn nha. Tôm lột vỏ mỏng mềm này. Thịt chắc và dai ngọt lắm. Vỏ rất là mềm nha. Nói là hấp, một là anh chị hấp cách thủy, hai là luộc cho nó nhanh nha. Nhà em đây gọi là luộc. Đấy. Đầu tiên là mình rã đông tôm ra, không cần phải rã cho nhào nhuẹt đâu các anh chị nhá, chỉ cần là tách các con ra mình khỏi nhau được là được là được là xong đấy, là coi như rã xong. Đấy. Cái con, khi lúc con tôm đang còn cứng cứng ấy, không cần phải mềm đâu, đang còn cứng cứng là có thể đưa vào chế biến luôn được. Kể cả rim hay hấp hay luộc đều thế, hay nướng đều thế, làm được thế hết. Không cần phải rã đông quá mềm mà chỉ cần tách các con tôm ra khỏi nhau là được. Đấy, trong này thì bắt đầu mình sẽ hấp nha. Mình sẽ cho đun nước sôi lên một ít nước thôi. Sau này mình cắt sả vào. Sả này là để cho nó thơm khử tanh và cái mùi của nó ăn cũng rất là thích. Đấy, nước không cần quá nhiều đâu các anh chị nhé. Cho một ít nước này, sau này cắt sả vào. Khi mà nước bắt đầu sôi là mình có thể cho tôm vào luôn. Lửa thì lửa, lúc này là mình để lửa ở mức to nhất các anh nha, anh chị nhé. Bếp ở mức to nhất. Bây giờ mình sẽ cho tôm vào. Tôm vào. Đây là tôm lột các anh chị nhé, nhắc lại cho các anh chị là đây là tôm lột nhé. Là cái loại tôm mà lột vỏ cứng ra là còn vỏ mỏng ở trong nữa thôi. Đấy. Trông rất là bắt mắt chưa? Bây giờ mình đẩy vung lại một lúc nhé. Đẩy vung lại một lúc. Đấy, sau khi mình đẩy vung cho nó sôi 5 phút các anh chị nhá. Sau khi sôi 5 phút thì tôm đã bắt đầu chín rồi ạ. Đây, tôm mỏng vỏ này, thịt thì chắc này, con là to này. Ăn này rất là ngọt. Tôm lột này ăn cực ngọt luôn mà không phải bóc vỏ, thậm chí ăn luôn cả con được. Rất là ngon. Đấy, sau khi mình hấp khoảng 5 phút. Rất là ngon các anh chị nhá. Đấy. Đây là nửa cân tôm lột, một gỏi nửa cân nha. Bếp này kiểu gì mà không lấy được nhỉ? Tôm rất là ngon, chắc lòng vỏ này. Nguyên con, không rụng đầu, rụng đuôi gì đâu nha. Con đi chiến thắng nha. Tôm rất là chắc thịt. Mỏng vỏ chắc ngọt thịt lắm. Chín chưa, chín chưa? Tôm chín rồi. Như vậy là tôm là chín rồi các anh chị nha. Bây giờ có thể lấy ra ăn được luôn nha. Nói
Rồi, như vậy là chúng ta đã xong món tôm lột hấp luộc sắp để xả các chị nha. Rất là ngon, tươi ngon. Thịt tôm lột thì là vỏ móng này, thịt chắc này, con to mà không hề rụng đầu, nước không ra tí nào cả, ăn rất là ngon. Đấy, các anh chị thấy không? Hấp rất là đơn giản đấy, chỉ cho củ sả vào là hấp được luôn đấy nha. Ngon lành nha. Các anh chị nhấn mạnh là không được giả đông để nhào nhuẹt ra các anh chị nha. Chỉ cần các con tôm tách khỏi nhau là được, là đưa chế biến, nó còn cứng là chế biến được luôn nha. Wow, ngon quá. Chúc các anh chị thành công với món tôm lột luộc với xả nha.